Đồng Nai đã trải qua đợt cao điểm của dịch COVID-19 với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó giữ vai trò nòng cốt là lực lượng y tế. Dịch bệnh khốc liệt đã khiến lực lượng nhân viên y tế vất vả hơn, tuy nhiên cũng làm tỏa sáng hơn phẩm chất, lương y như từ mẫu và tinh thần đoàn kết quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh của cả hệ thống y tế Đồng Nai. Trong đó có đóng góp không nhỏ của y tế ngoài công lập. Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn gương mặt bác sĩ trẻ của y tế ngoài công lập đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Thạc sĩ bác sĩ Phí Thị Lệ Tần công tác tại khoa nội là một trong 80 bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai tham gia chống COVID-19 vào khoảng thời gian cao điểm dịch bệnh bùng phát tại địa phương. Là bác sĩ trẻ giỏi chuyên môn, nhiệt huyết trong công tác phòng chống dịch, bác sĩ Tân không để mình đứng ngoài cuộc chiến với COVID-19. Khi dịch trở nên phức tạp, với trọng trách của người thầy thuốc, đáp lại lời kêu gọi của đất nước, của ngành y tế, bác sĩ Tân cũng tình nguyện đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch. Từ bệnh viện dã chiến đến bệnh viện điều trị COVID-19, nơi nào cần nhân lực, bác sĩ Tân đều xung phong tham gia để chia sẻ khó khăn cùng đồng nghiệp chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Chứng kiến sự khốc liệt của dịch bệnh, nhiều bệnh nhân tử vong, mặc dù các bác sĩ đã dồn sức cứu chữa, bác sĩ Tân không khỏi trăn trở. Mình là một bác sĩ nhưng mà không phải là chuyên về hồi sức cấp cứu, thì mình cảm thấy là thời gian đầu nó còn nó tâm lý nó nặng nề và nó choáng váng hơn rất là nhiều. Cái bệnh này nó gây ra cái hiện tượng tử vong nhanh và nhiều hơn tất cả là những cái bệnh mà từ trước đến nay là đã gặp. Cũng cố gắng để làm sao mà học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, học hỏi kinh nghiệm của những tuyến trên để làm sao mà điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Sau nhiều tháng thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên tuyến đầu, trở về với công việc chuyên môn, bác sĩ Tân tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch tại bệnh viện, tham gia vào chiến dịch tiêm chủng của tỉnh. Theo bác sĩ Tân, khoảng thời gian chống dịch cùng đồng đội nơi tuyến đầu là trải nghiệm để bản thân biết trân trọng thời gian, là động lực để các y bác sĩ nâng cao trình độ phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Phòng chống COVID-19 không chỉ là nghĩa vụ với nghề mà còn là trách nhiệm công dân, là nghĩa đồng bào. Cái vai trò của bệnh viện tư và bệnh viện công trong công tác phòng chống dịch thì nó đều có vai trò như nhau. Tất cả đều đồng lòng để làm sao mà ngăn chặn cái sự lây lan của dịch bệnh và giảm thiểu tối đa những cái trường hợp tử vong. Tình hình dịch bệnh mà nó có phức tạp hơn hoặc là căng thẳng hơn mà khi địa phương cần hoặc là khi tổ quốc cần thì tôi nghĩ là bệnh viện tôi là bệnh viện, mặc dù là bệnh viện tư nhân nhưng mà cũng sẵn sàng cử những cái lực lượng của mình đi để tiếp tục tham gia vào chống dịch, tham gia vào ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong gian khó của COVID-19, phẩm chất lương y như từ mẫu lại càng người sáng. Chính vì vậy mà 2 năm qua, lực lượng y tế không phân biệt công lập hay ngoài công lập đã đoàn kết chung sức, luôn có mặt tại điểm nóng dịch bệnh để cùng nhau bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.